Chơi thế nào? Nhìn xem thế nào này hơn các em nhá. Cái này
Cái nào đẹp hơn. Chị đưa. Tô đi xem có đẹp không nào. Ôi giời, lần này mà thua chị đấy nha. Yeah. Này cũng có năng khiếu tô màu đấy chứ nhờ. Xem nào. Được đấy các em ạ. Này đây là tác phẩm của Nhi này. Chuối và dâu. Mì non nhỉ, ba người. Còn của chị á, chỉ mới mỗi một chú nho là thôi. Chị sẽ tô thêm một bức nữa để bằng với của Nhi. Chứ nhờ. Xem đây, chị sẽ tô cái ô tô này nhá. Các em sẽ tô màu gì nhỉ? Đen đen đen. Ô tô màu gì? Ô tô màu xanh. Nhi hãy xem đây, chị sẽ tô màu xanh. Yeah! Thấy chưa? Đẹp chưa? Sao tính cho mặc quần đùi đẹp? Hi, đây này mà xấu á? Này mà xấu em á? Đẹp như này mà, ô tô màu xanh á? Đẹp hơn của Nhi. Tô đi xem có đẹp không nào. Màu gì nào? Giờ các bạn xem đi. Màu xanh. Xem bạn tô làm sao, bạn cứ chê gì nhá. Đi tô đi. Tô đi. Xem nào. Đẹp chưa? Thì cũng được. Nhưng mà vẫn không đẹp bằng cái của chị. Nào, bây giờ xem này. Bức của Nhi là bức nào nhỉ? Đó, của Nhi đó. Dao. Thấy chưa? Của chị chỉ mỗi hai bức này thôi. Nhưng mà cũng đẹp nhỉ, đúng không? Của Nhi này. Ba em thôi. Thì cũng được, Nhi cũng tô cũng được đấy. Tính ra thì Nhi tô cũng khi còn đẹp hơn chị chứ nhỉ. Đùa tí thôi, Nhi tô đẹp mà. Hết màu tô rồi, tôi đi chơi trò khác đi. Vâng. Chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Bye bye. Em biết không? Ha, ha, ha.
Oh.